Dạ và xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cô chú anh chị xem kênh nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe mới theo ngày tháng nha cô chú anh chị. Và hôm nay con ghe du lịch đã bán xong rồi, bây giờ em với anh Đạt đang mang về, chú Báo sẽ chạy về trại để đóng cái toilet sau đó giao cho anh khách ở Đồng Nai. Cảm ơn anh tin tưởng ủng hộ, cảm ơn bà con mình luôn theo dõi kênh nha. Và đây ạ. Dạ và bây giờ hiện tại anh Đạt đang dời ghe để mang nó về trại. Bắt đầu tiến hành cột phao nó đi, hồi em xiết lại cho, chút nữa máy cho. Chạy về trại để đóng cái thùng toilet, sau đó hai anh em sẽ đi giao ở Đồng Nai nha cô chú anh chị. Bà con mình ai mua ghe mà ngại đường về á, yên tâm, ở đây em với anh Đạt sẽ đi giao cho bà con nha, giao tận nhà luôn. Này anh cách anh tương tự tin tưởng, anh chuyển khoản xuống. Rồi bắt đầu em tiến hành em làm thôi. Đó, sau đó thì đây đem về xong đóng cái toilet ở phía sau. Anh Đạt bây giờ sẽ tiến hành chạy về bến. Ghe này là hiện tại đi máy 3 Yamaha luôn nha cô chú anh chị nha. Máy thủy. Rồi bây giờ tiến hành chạy về. Đóng toilet xong là đi giao, rồi lắp giò luôn cho ảnh luôn. Dạ và bây giờ anh Đạt tiến hành chạy về bến. Dạ để đóng một cái thùng toilet nữa, lắp giò, mài cây cối lại cho nó ổn định cho ảnh. Bắt đầu em sẽ giao ở Đồng Nai. Hiện tại anh đã chuyển trước cho em 10 triệu rồi, bây giờ anh Đạt đang chạy về. Ghe chạy rất là có tốc độ nha cô chú anh chị nha. Anh Đạt đang chạy về bến. Cảm ơn cô chú anh chị luôn tin tưởng theo dõi một kênh. Bà con xem kênh nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe mới theo tháng nha. Và ai có mua ghe cứ liên hệ với em, ai bán ghe thì cứ liên hệ, em sẽ đến trực tiếp mua ghe cho bà con. Nếu được em sẽ mua trực tiếp, còn không em sẽ quay bán cho bà con nha, yên tâm nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Hẹn gặp lại bà con xem kênh nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ em theo ngày tháng. Tạm biệt bà con, bye bye.